giờ có phần nhưng mà nó đã đi học qua đây rồi. Để nó về kia về làm gì không được hả? Làm mình bỏ nó cho đi hay không cũng quan trọng chứ. Kia nó cho đi không có quan trọng kia. Nó mới về đấy. Ủa mày đi khám cái vụ đó. Tại vì về á, cái phát là bây giờ cái quần mình đã. Cái quần mình luôn. Rồi xong xuôi rồi giờ về nó để lại nó lúc mà 27. Sợ nấu thất bại nữa cho nên nó phải về bên đó nhờ bên đó giúp chừng cho cái đồ ướp. Dạ, à, mới qua miếng má đây, cái chân là má sưng con mới vào bóp bóp đây. Sưng. Bị gì đó mà? Thì bị sưng hoài à. Bị gan, bị phổi, bị tim gì nó cũng sưng chân hết á. Bà nó bị thận đó kìa. Thận cũng bị sưng chân luôn. Mà bà nó 3 giờ mới đi khám sao không biết nữa. Giờ bác sĩ chờ á, nói là lấy cái ống nó thọc vô chỗ đây. Rồi sao mà đưa cái ống vô trong cái chỗ cái tim á để lấy cái nước ra rồi coi ở trong đó làm sao đó, nói vậy. Chắc bà không cho rồi. Cho một cái thì thọc từ dưới cái háng thọc lên, cái thọc trên cổ. Con nói em nói thôi thọc trên cổ đi cho nó khỏe, đừng có thọc ở dưới, ghê quá. Thọc cái chỗ này nè, nó đỏ hơn, tự nhiên dưới ấy nó lòn lên ghê quá. Nó làm gì, nó chắc không có gây tê cho mình hả? Có không ta? Rồi, chắc có chứ. Chọn bộ. Có. Chọn thời ghê quá. Ừ. Rồi, cũng chưa. Dạ, mà ông ba hả, giờ chờ ta tới rửa vết thương thương cho ổng á. Mới làm gì? Đáng nữa tới đây rửa nè, 11 giờ rửa nha. Dâu à. Có gì đen xui vậy không? Giống như dâu á, em nấu. Không, anh nấu á, giống như trái dâu á, nấu đang cái gà. Cái này nó ngọt ngọt chua chua. Nãy gọi ông ba kêu ba đừng có đi làm nữa rồi, ở nhà đi, chữa cái chân đi, chúng ta phải chữa cái chân xưa bây giờ. Dạ, ông nói gần Tết rồi đúng không? Đúng rồi, xong em kêu á, em kêu thôi đi. Coi á, trời ơi, tôi nói lẽ mỗi cái tôi mỗi chữa giọng thiệt á. Coi á, ở bên đó, ở